Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè bắp nước cốt dừa. Chè ăn vào thì sẽ có độ mềm dẻo của nếp, thơm ngọt của bắp, cùng với đó là vị béo của nước cốt dừa. Với cách nấu thì cực kỳ là đơn giản luôn. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này thì mình đã chuẩn bị là 4 trái bắp Mỹ. Nó là khoảng 1,2 kg đó các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể thay vào là bắp nếp vẫn được. Bây giờ mình sẽ đem bắp mình đi bào nhỏ. Nếu như không có bàn bào thì các bạn dùng dao mình gọt ra vẫn được. Nhưng mà dùng cái bàn bào này thì nó nhanh và nó dễ hơn nha các bạn. Mình sẽ bào vừa tới phần cùi thôi. Nếu như bào sâu quá thì bắp nó sẽ bị nhám. Khi làm món này mà các bạn làm bằng bắp non thì nó sẽ ngọt và ngon hơn là những trái bắp đã già. Tiếp tục thì mình sẽ làm như vậy cho đến hết. Mình bào như vậy là xong rồi này các bạn. Rất là nhanh và đơn giản luôn. Sau khi bào xong thì mình sẽ để qua một bên, để một xíu nữa mình đi nấu chè. Còn cái phần cùi bắp này thì mình sẽ để qua một bên, chứ mình đừng có bỏ. Để bây giờ mình sẽ đem mình đi nấu lấy nước cho nó ngọt nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào là 2 lít nước. Rồi mình sẽ mở mức lửa lớn và nấu cho nó nhanh sôi. Sau khi nó sôi lên thì mình sẽ hớt bọt ra ngoài để nước nó được trong hơn và ngon hơn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và nấu bắp là khoảng 15 phút cho nó ra hết cái nước ngọt bên trong. Mình đã chuẩn bị là 250g nếp. Bây giờ mình sẽ đem đi vo sạch. Sau khi vo xong thì mình sẽ cho nước vào để ngâm. Mình ngâm trong vòng là 30 phút cho nếp nó mềm, để khi nấu thì nó sẽ nhanh chín hơn. Quay trở lại nồi bắp thì mình đã nấu được 15 phút rồi. Nó cũng đã ra hết cái nước ngọt rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình gấp bắp ra ngoài. Mình lấy cái nước này mình nấu chè thì sẽ rất là ngon luôn. Quay trở lại phần nếp thì mình cũng đã ngâm được 30 phút rồi, thì nó cũng đã nở mềm rồi. Mình sẽ đem ra ngoài và chắt bỏ phần nước. Sau khi chắt bỏ thì mình sẽ để ở đây cho nó ráo nước. Rồi mình đi chuẩn bị nấu chè nha các bạn. Để nấu chè thì mình sẽ cho vào nồi là 1,5 lít nước luộc cùi bắp. Sau đó mình mở mức lửa lớn lên, mình nấu cho nó nhanh sôi. Sau khi mà nước đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa trung bình. Rồi mình cho nếp vào, mình nấu khoảng 10 phút. Mình nấu cho nếp nó chín mềm luôn nha các bạn. Trong lúc nấu thì mình cũng sẽ khuấy lên, cho nó không bị khét dưới đáy. Trong lúc nấu mà nếu thấy có bọt thì các bạn cũng hớt ra ngoài để chè của mình nó được ngon hơn. Sau khi nấu được 10 phút rồi mình sẽ cho đường vào. Mình cho vào là 300g đường. Lượng đường thì có thể tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể tăng hoặc là giảm. 1/2 muỗng nhỏ muối cho nó đậm đà hơn. Mình khuấy đều lên đó cho đường và muối nó tan ra hết rồi. Rồi mình sẽ cho bắp vào. Rồi mình sẽ trộn đều lên một lần nữa. Và mình sẽ nấu 10 phút cho bắp nó chín nha các bạn. Trong lúc này thì mình sẽ nấu với mức lửa nhỏ. Và mình sẽ khuấy lên
để cho chè nó không bị sét dưới đáy. Đây là một muỗng canh bột năng, mình sẽ cho vào là một ít nước, rồi mình sẽ hòa tan ra. Để mình cho vào chè, tạo độ sánh cho chè nha các bạn. Sau khi nấu chè được 10 phút thì nó cũng đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ cho phần bột năng mình đã hòa tan lúc nãy vào. Mình sẽ khuấy đều lên và nấu khoảng là 2 đến 3 phút cho bột năng nó chín nha các bạn. Chè như vậy đã được rồi nè các bạn. Nó đã chín rồi đó. Nó rất là thơm và ngon luôn nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đợi cho chè nó hơi nguội lại để mình thưởng thức nha các bạn. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị là phần nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào chảo là 400ml nước cốt dừa, 2 muỗng canh đường, 1/3 muỗng nhỏ muối. Rồi hòa tan thêm là 1 muỗng canh bột năng cho nước cốt nó được sánh đặc hơn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và đem lên bếp để nấu. Mình sẽ nấu nước cốt với mức lửa nhỏ và mình khuấy lên cho nó không bị khét dưới đáy nha các bạn. Mình nấu khoảng 5 phút cho bột năng nó chín là được rồi. Nước cốt nó sánh đặc lại như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp. Rồi mình thêm vào làm ống vani cho nó thơm và ngon hơn. Đây là chè sau khi mình để nguội nè các bạn. Nó sánh nó đặc lại, nhìn rất là ngon luôn đó. Chè thì rất là thơm mùi bắp và cái màu vàng của bắp thì rất là rực rỡ luôn. Nhìn đẹp lắm luôn đó các bạn ơi. Cuối cùng thì mình sẽ cho nước cốt lên trên. Vậy là mình đã làm xong rồi nè các bạn. Vô cùng thơm ngon luôn. Nhìn nó rất là thấy thèm luôn đó. Mình mời các bạn. Mình ăn vào thì nếp nó dẻo mềm, phần bắp thì nó ngọt, nó thơm và cái vị của nó thì rất là vừa ăn, nó không có bị ngán, thêm vào đó là nước cốt dừa béo ngậy, ngon lắm luôn đó các bạn ơi. Nếu như có thời gian thì các bạn có thể làm thử theo như công thức mình đã chia sẻ để có món chè thơm ngon đơn giản, mình chiêu đãi cho cả nhà mình. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.